Hôm nay cô và thầy Khải quyết định tổ chức một cuộc thi để tìm ra người có tiềm năng nhất sẽ giữ vị trí leader. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bà sẽ mượn rượu để tỏ tình với ổng. À, thì ra là bà muốn mượn rượu tỏ tình hả? Sao không nói sớm? Thì đó, cơ hội với bà đó. Trời ơi. Ê, bà. Bà này bạo dữ ta. Chơi thiệt luôn hả? Ủa, ai nhắn vậy? À, leader đi cửa sau đây rồi. Nè, đang bới móc ai đó? Thầy nghĩ là chúng ta nên dừng trước cuộc thi của mình. Thôi mà thầy. Thầy. Chứ bây giờ tụi em muốn sao? Đặt xe chưa? Người đặt xong.